Ngay từ khi chỉ là ý tưởng, thành phố Thủ Đức đã mang theo sứ mệnh tạo ra sự khác biệt để hình thành nên một đô thị năng động, một đầu tàu kinh tế mới không chỉ của thành phố Hồ Chí Minh mà còn cả khu vực. Đó là một sự thay đổi cần cả lượng và chất, chứ không chỉ đơn thuần là một cái tên. Thành phố Thủ Đức, thành phố của tương lai. Sau khi thành lập, thành phố Thủ Đức được kỳ vọng sẽ giúp thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giấc mơ chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tri thức, sáng tạo, công nghệ. Đây cũng là trăn trở, là khát vọng mà gần 2 thập niên qua thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa thực hiện được. Vì sao Thủ Đức lại được lựa chọn? Với vị trí địa lý là trung tâm miền Đông Nam Bộ, cơ sở hạ tầng được đầu tư phát triển đồng bộ, Thủ Đức hoàn toàn đủ điều kiện thuận lợi cho việc kết nối giao thông và tăng cường hợp tác kinh tế với các khu vực lân cận. Khi hoàn thiện, thành phố Thủ Đức dự kiến được quy hoạch thành 6 khu chức năng chính, nhiệm vụ hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển. Khu đô thị Thủ Thiêm là trung tâm tài chính và kinh doanh mới của khu vực. Khu làng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh là nơi nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao. Khu công nghệ cao quận 9 định hướng trở thành trung tâm sản xuất tự động hóa. Khu đô thị thông minh Trường Thọ sẽ ứng dụng quản lý công nghệ cao. Khu Rạch Chiếc là trung tâm thể thao và sức khỏe. Khu đô thị sinh thái Tam Đa là nơi tạo điều kiện phát triển đô thị sáng tạo. Khi hình thành, thành phố Thủ Đức ước tính sẽ đóng góp 1/3 nguồn lực kinh tế cho thành phố Hồ Chí Minh, tức khoảng 7% GDP cả nước, tạo thế dẫn đầu cho thành phố Hồ Chí Minh trong vị trí đại đô thị, dẫn dắt bát giác kim cương trọng điểm phía Nam. Với mô hình quy hoạch mới, Thủ Đức đang nắm trong tay vận hội mới để trở mình ngoạn mục trong tương lai. Ghi nhận thực tế cho thấy, ở thời điểm hiện tại, khu vực này đã trở thành tâm điểm tăng trưởng địa ốc, với đà tăng trưởng phi mã gần vượt mặt quận 2, quận 9. Tuy nhiên, Thủ Đức vẫn còn thiếu một công trình dấu ấn.